Xin chào các bạn thân mến, mình đã làm các thống kê về tích lũy cổ phiếu mà sinh được lợi nhuận rất là cao, cao hơn tiết kiệm ngân hàng hay mua trái phiếu doanh nghiệp rất là nhiều. Cụ thể là gì? Nếu mà các bạn mua cổ phiếu Techcombank theo phương pháp tích lũy thì đến bây giờ các bạn sẽ có được cái mức lợi nhuận là 2.75% bình quân hàng tháng và 32.9% hàng năm. Và nếu các bạn tích lũy cái quỹ cổ phiếu VN30 là hàng tháng nhé, từ năm 2014 đến bây giờ, cứ tháng nào các bạn mua thì các bạn sẽ có được một cái mức lợi nhuận là 13.7% hàng năm. Nó khá là hiệu quả đúng không các bạn? Nếu mà những cái lúc mà thị trường suy thoái mà chúng ta mua nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn thì cái hiệu quả nó sẽ còn cao hơn. Và chính vì vậy mình đã làm cái video này để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái cách thức thực hiện tích lũy cổ phiếu hay là tích lũy cái chứng chỉ quỹ cho các bạn dễ hình dung các bạn nhé. Các bạn hãy like giúp mình để mình biết rằng các bạn đang rất là quan tâm cái video này. Xin mời các bạn hãy xem chi tiết video mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Chắc chắn các bạn sẽ tự làm được cho mình để có được những cái mức lợi nhuận như vậy. Nào, xin mời các bạn hãy bắt đầu. Trước khi thực hiện tích lũy cổ phiếu để đầu tư thì bạn phải xác định giúp mình ba cái nội dung như sau. Thứ nhất đó chính là tư duy để mà thực hiện tích lũy là gì. Thứ hai là gì? Cái nguyên tắc để mà chúng ta sẽ thực hiện đó, tích lũy. Và thứ ba mới đến là các cái bước đấy để mà chúng ta thực hiện đầu tư tích lũy như thế nào. Sau đây mình sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn ba cái nội dung này để các bạn nắm được trước khi mà các bạn thực hiện tích lũy cổ phiếu các bạn nhé. Trước khi tích lũy cổ phiếu, xác định rõ cái tư duy giúp mình đó chính là gì. Bạn phải xác định được cổ phiếu là một tài sản để tích lũy. Nó giống như vàng, nó giống như bất động sản thì các bạn mới tích lũy được cổ phiếu. Nếu các bạn coi cổ phiếu là hàng hóa các bạn mua bán hàng ngày thì không nên tích lũy. Đó chính là tư duy. Đầu tiên phải coi cổ phiếu đó chính là một tài sản cho mình đúng không ạ? Thứ hai là gì? Khi các bạn tích lũy thì các bạn phải phân bổ cái cổ phiếu này với một tỷ trọng nhất định trong cái cấu trúc tài chính cá nhân của các bạn. Đó chính là chúng ta phải biết phân bổ đúng không ạ? Mình ví dụ như này, cấu trúc cái tài sản của các bạn nó sẽ bao gồm là gì? Cổ phiếu này, trái phiếu này, bất động sản này và vàng chẳng hạn. Thế thì cái cổ phiếu này nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Mình ví dụ như là chiếm 20% trong tổng danh mục 100% đầu tư của các bạn, đúng không ạ? Thế thì bạn phải xác định được cái số tiền này để các bạn tích lũy hàng tháng cho nó. Ví dụ như là thu nhập của bạn là 20 triệu đúng không ạ? Bạn xác định là đầu tư khoảng độ là 5 triệu đúng không ạ? Thế thì với 20% này thì bạn chỉ có là 1 triệu đầu tư cổ phiếu thôi, đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là đây chúng ta phải xác định rõ được cái số tiền mà chúng ta phân bổ, đó chính là 1 triệu với thu nhập 20 triệu vào cổ phiếu thì chúng ta mới biết được con số mà chúng ta tích lũy, đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là gì? Bạn phải chọn được một cổ phiếu rất là tốt để mà bạn đi lâu dài với cái cổ phiếu đó, chứ không phải là chúng ta mua cổ phiếu đó ngày hôm nay và ngày mai, ngày kia, ngày kia chúng ta bán. Mà hãy xác định cái cổ phiếu tốt đó để đi lâu dài, từ 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí cả đời với cái cổ phiếu đó. Thế thì mình đã có một cái video chia sẻ là 6 cái cách lựa chọn cổ phiếu tốt cho mình để mà các bạn theo dõi. Thì các bạn hãy xem cái video ở trên cái phần mô tả này đó, hoặc là ở cuối cái video này thì mình sẽ đặt cái màn hình kết thúc ấy, thì các bạn sẽ xem. Thì hãy chọn cái cổ phiếu tốt để đi lâu dài với cổ phiếu đó.
Đó chính là ba cái yếu tố rất là quan trọng để mà các bạn xác định được rằng mình sẽ tích lũy cổ phiếu với một cái tư duy như thế này. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nội dung thứ hai, đó chính là nguyên tắc để mà thực hiện tích lũy cổ phiếu. Thế thì nguyên tắc là gì? Phải rất là rõ ràng đúng không ạ? Chúng ta phải có một kế hoạch để tích lũy. Các bạn hãy nhớ này, kế hoạch. Thế cụ thể kế hoạch tích lũy đó là như thế nào? Đúng không ạ? Mình phải chia ra từng ngày, từng tháng, từng năm như thế nào? Rất là khó đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình sẽ mô tả cho các bạn nó rất là đơn giản như thế này thôi. Các bạn sẽ chọn cổ phiếu xong rồi đúng không ạ? Thì các bạn chọn này, tháng này, ví dụ tháng 1 này, tháng 2 này, tháng 3 này, tháng 4 này, đúng không ạ? Và số tiền và các bạn số lượng này các bạn mua này là 100 này, 100 này, đúng không ạ? 100 này. Đó, 100 này. Đó. Thì đây là chính là cái kế hoạch để các bạn mua. Thế thì cái cách thức mà xây cái kế hoạch nó an toàn trước là gì? Các bạn hãy mua sau cái ngày mà các bạn có lương ấy, là các bạn đầu tư luôn. Đấy, tức là cứ nhận lương xong thì chúng ta sẽ mua luôn cổ phiếu. Nó rất là đơn giản như thế thôi đúng không ạ? Và cứ mua theo số lượng nha. Bạn hãy kiên trì và kỷ luật để thực hiện cái kế hoạch tích lũy này. Nếu không có sự kiên trì và kỷ luật thì cái kế hoạch này của bạn sẽ fail. Mà nếu fail kế hoạch thì cái phương án tích lũy này sẽ không thành công. Rõ ràng là đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng để các bạn thực hiện. Mình lấy ví dụ như này, khi thị trường giảm 10-20% thì các bạn sẽ vẫn phải mua cổ phiếu vào, mà thậm chí là còn mua nhiều hơn. Còn khi thị trường tăng mà vượt quá cái giá cổ phiếu mà mình xác định hàng năm ấy, mà mình đã có một cái video xác định giá dựa trên P/E ấy, đấy mình xác định hàng năm, thì chúng ta sẽ không mua nữa đúng không ạ? Thế thì đấy là một trong những cái thói quen và một cái kỷ luật mà chúng ta cần phải thực hiện rất là nghiêm túc. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái lý thuyết về các cái bước thực hiện như thế này nhé. Nó dễ thôi ạ. Chúng ta sẽ chọn cái cổ phiếu tốt đầu tiên đúng không ạ? Xác định phải có một cổ phiếu để mình chọn đã, để mình tích lũy đã. Sau đấy thì chúng ta sẽ xác định được cái giá mua cái cổ phiếu tốt đó là bao nhiêu. Thì mình làm cái video xác định cái giá mua trong cái khoảng P/E ở trong khoảng là bao nhiêu đấy, thì các bạn có thể xem kỹ cái video đó. Và hàng năm thì các bạn phải xác định được cái khoảng giá mua cho mình. Tiếp đến là chúng ta sẽ gì, thực hiện đầu tư liên tục cùng một số tiền hoặc là cùng một số lượng cổ phiếu theo cái kế hoạch tích lũy cổ phiếu mà mình đã xây dựng trước. Và nếu các bạn khó khăn trong cái việc xây dựng kế hoạch thì có thể liên hệ với mình để mà mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn xây dựng cái kế hoạch tích lũy. Rất là dễ thôi ạ, nó cũng không quá là khó đâu. Nhưng mà mình lưu ý là mình phải tích lũy hàng tháng hoặc hàng quý nhá. Nếu mà để 6 tháng hoặc 1 năm thì nó quá là dài, nó hơi dài. Như thế thì cái hiệu quả nó cũng sẽ là không cao. Đó, và chúng ta cố gắng là tích lũy hàng tháng hoặc hàng quý để tạo cho mình một cái thói quen và một cái kỷ luật để mà tích lũy các bạn nhá. Trước khi vào chia sẻ chi tiết về cái kế hoạch tích lũy như thế nào thì mình sẽ minh họa cho các bạn tại sao mà chúng ta nên tích lũy cổ phiếu. Đó chính là mình lấy một cái ví dụ tại ngân hàng Techcombank. Đó, và cái ngày đầu tư chính là ngày 5 tháng 7 năm 2018 là ngày bắt đầu. Số lượng cổ phiếu đầu tư tối thiểu là 100 cổ phiếu và giá cổ phiếu ngày 30 tháng 3 là 40.5. Vốn tích lũy của mình, và đây là lợi nhuận tích lũy tính đến thời điểm hiện tại, và mình ra được là 2.75% trên tháng, và tỷ suất sinh lời bình quân hàng năm là 32.9% hàng năm. Thì tại sao mình lại lấy cái ngày 5 tháng 7 năm 2018? Thì mình lấy cái ngày này là ngày mà cổ phiếu Techcombank họ chia tách ra để cho nó dễ tính toán thôi. Đó. Thế thì cái kế hoạch tích lũy mà nếu trong chúng ta thực hiện từ cái ngày 5 tháng 7 và cứ hàng tháng đều hàng năm nhé, chúng ta thực hiện này. Đó, mùng 5 này. Đến ngày mùng 5 tháng 3 năm 2021. Đó. Và giả sử là chúng ta bán ngày 30 tháng 3 năm 2021
thì chúng ta sẽ có một cái lợi nhuận như thế này. Đấy. 32.9% trên năm và 32.75% trên tháng. Khá là rõ ràng và trực quan. Và đây cũng là lý do vì sao mình chia sẻ với các bạn trong cái việc là chúng ta nên tích lũy cổ phiếu. Đó. Vậy thì quay trở lại cái việc là chúng ta thực hiện xây dựng kế hoạch tích lũy cổ phiếu như thế nào, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ phải lập một cái bảng như thế này. Tên cổ phiếu bạn chọn, cổ phiếu tốt đó là gì? Ngày dự kiến mà bạn sẽ thực hiện bán. Đó. Thì cái này có thể là để không thời hạn cũng được, đúng không ạ? Và cái ngày dự kiến bạn sẽ thực hiện mua, mình ví dụ như là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2021 là các bạn sẽ bắt đầu. Cổ phiếu các bạn sẽ chọn mua đây, ABC hay ví dụ là Techcombank, số lượng là 100. Và cái giá khớp hàng tháng bạn lưu ở đây, bạn mua và bạn lưu ở đây. Đó, tổng giá trị đầu tư của các bạn sẽ như thế này. Và lưu ý là gì? Cái cột khoảng giá tích lũy này hàng năm các bạn sẽ phải xác định. Đó thì mình có một cái video rất là chi tiết cho các bạn để xác định được cái khoảng giá mà các bạn sẽ mua hàng năm để mà có lời. Đó, thì nó đơn giản như này thôi. Đó, thì các bạn sẽ thực hiện cho mình liên tục. Đấy, liên tục nhá, không dừng lại. Trừ khi là cái cổ phiếu đó mà nó có biến động, nó có bất thường, ví dụ như đơn giản như là gì? Ông chủ tịch ông thay đổi. Đúng không ạ? Hay là cái mô hình kinh doanh của cổ phiếu đó nó thay đổi. Ví dụ như họ đang làm ngân hàng bây giờ họ đi đầu tư bất động sản, họ đi đầu tư về sản xuất vân vân nhiều. Thì mình nghĩ lúc đấy các bạn nên cân nhắc. Nhưng còn nếu mà cổ phiếu đó, doanh nghiệp đó họ vẫn chuyên tâm vào cái lĩnh vực ngành nghề mà họ thế mạnh thì các bạn cứ vẫn đầu tư, đúng không ạ? Vì nó đang vẫn sinh lời tốt cho chúng ta, đúng không ạ? Hiệu quả hàng năm vẫn là tốt. Chúng ta bán làm gì những cái tài sản mà nó đang sinh lời tốt cho mình, đúng không ạ? Mình đã mất công chọn rồi, mất công đánh giá rồi, mất công tích lũy rồi. Thế thì giữ, nó đang sinh lời tốt cho chúng ta phải giữ chứ ạ. Đúng không ạ? Rồi cầm tiền về thì cũng chỉ mất tiền về lạm phát thôi. Nên giữ cổ phiếu còn được cái khoản lợi nhuận như thế này. Chẳng hạn 32.9% một năm, đúng không ạ? Ok, như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn những cái cách thức mà mình đang làm và đã làm được rồi và có hiệu quả rồi. Các bạn có thể xem cái hiệu quả của mình trên cái website của TCBS. Đó, mình cũng public chia sẻ. Hoặc là các bạn có thể vào blog tiền của tôi.vn để xem. Nó rất là trực quan. Mình cũng không có giấu giếm gì mọi người cả. Đây là cách thức mà mình đang thực hiện. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ làm được và tự làm được. Đấy là những cái mong muốn của mình dành cho các bạn. Và nếu các bạn muốn xây dựng những cái kế hoạch đầu tư, cái kế hoạch tài chính cá nhân của mình thì cũng có thể là đăng ký cái chương trình là coaching 11 ở bên dưới, mình sẽ hỗ trợ và tư vấn thêm cho các bạn hiểu rõ hơn những cái thông tin, những cái cách thức mà mình đang thực hiện như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.